Ôi giời. Mình sẽ thử thách ra người cười các bạn xem. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến video tiếp theo của mình nhá. Thì nội dung của clip ngày hôm nay mình muốn chia sẻ tới tất cả mọi người, đó là mình tiếp đón các YouTuber có tiếng, nổi tiếng trên Việt Nam mà cũng như nổi tiếng cả thế giới mọi người ạ. Thì, đó là em tem của em Nhét TV và tem của em Thái. Và trong clip ngày hôm nay mình muốn đưa mọi người cùng thưởng thức một loại ẩm thực mà khi nhắc đến Quảng Ninh ai nghĩ đến, đó chính là hải sản mọi người ạ. Thì như mọi người đã biết, đã theo dõi mình từ ngày xưa đã biết là nhà mình có tàu là đi đánh bắt hải sản, nên là mình chuyên cung cấp tất cả các loại hải sản tươi tới tay tất cả mọi người. Thì cũng nhân tiện đây là mình cũng muốn mong mọi người ủng hộ và chia sẻ cho mình, đó là mình có bán các loại hải sản tươi khô đấy. Thì, và đặc biệt bây giờ mình lại có một hình thức mới, đó là mình bán lẩu mọi người nhé, lẩu hải sản. Thì lẩu hải sản là có nghĩa là như thế nào, là mình đóng gói toàn bộ sản phẩm ấy vào rồi, và có cả nước lẩu và rau đầy đủ để về mọi người bỏ ra chỉ việc ăn luôn thôi đấy. Những nhà ai có khách mà muốn ăn lẩu hải sản thì liên hệ với mình theo số điện thoại mình ghi màn hình video. Mình sẽ ship nhé mọi người, mình sẽ ship mọi người về chỉ việc là cho nước lẩu nóng lên là dùng luôn thôi đấy. Tất cả các sản phẩm của mình cam kết là hàng tươi, tươi sống, sau đó mình sẽ làm hết ra về mọi người chỉ việc là bỏ ra ăn thôi. Cam kết mọi người nhé, không ngon không lấy tiền luôn mọi người ạ. Thì nhà mình có rất là nhiều mức giá, đó là thấp nhất là 750 cho đến 1,5 triệu mọi người nhé. Thì nó bao gồm là ghẹ này, bề bề này, mực này, ngao này, nó tùy vào cái giá thành mà mình mọi người đặt đấy. 750 là mức thấp nhất một nồi lẩu có thể dành cho 5-6 người ăn bình thường luôn. Rất là ngon, đầy đủ mọi gia vị rồi, về mọi người chỉ việc cho vào ăn. Đồng thời hôm nay mình cũng giới thiệu mọi người, đó là mình bán thịt kho khô, thịt heo khô đấy, sấy cùng với lại lá mong mật. Thì đây là một loại sản phẩm được mới ra thị trường nên rất là ngon. Nếu mà so sánh với lại khô gà và khô bò thì khô lợn này rất là ngon, được chế biến từ thịt heo rất là ngon, và nó là một đặc sản của tỉnh Lạng Sơn đó. Thì hy vọng mọi người ủng hộ mình. Mọi người có thể dùng thử một gói, nó có rất là nhiều loại giá, đó là 20.000, 35.000 và 68.000. 68.000 thì vào một lọ, 35.000 là một túi 50 gram, 20.000 là một túi 25 gram đấy. Thì mọi người có thể mua thử mỗi ít thôi, dùng thử nếu mà ngon thì lại tiếp tục mua của mình nhé. Thì bây giờ không nói nhiều nữa, mời mọi người cùng theo chân mình cùng lên mâm hải sản mà anh em đang đợi mình nhá. Ôi giời mọi người, anh em ăn ở trên tầng 3 mọi người ạ. Đi khá là mỏi chân, không biết là ngồi chỗ nào cơ. Đấy, mình phát hiện ra rồi, đây rồi, đây rồi. Hello. Ơ nhưng mà mình thấy cái không khí ở đây hơi lạnh lùng với mình. Em ơi. Bạn em à? Ôi. Nhầm bạn anh. Thế có khi để anh gọi nhân viên để thu hết đồ hải sản này về nhỉ? Cái đồ này toàn đồ tàu như anh thôi mà bây giờ. Em đang được mới đấy. Ơi. Anh ngồi. Ủa, anh em hơi bị lạnh lùng với anh đấy. Anh có phải luôn. Em có biết là cái ốc này là xuất xứ từ đâu không? Đây mọi người, đây là ốc Hương nhá. Ốc Hương do chính tay mình đi bắt ở ngoài biển nhá. Đấy. Còn đây là món hàu sống này. Hàu Quảng Ninh thì là nổi tiếng luôn mọi người nhá. Đấy. Anh ơi. Tuyệt vời luôn. Bắt tay ngay. Ôi, lâu lắm mới gặp anh. Em fan. Thôi có khi xin phép anh em anh đi sang mâm bạn anh nhá. Trôi giặt ngoài sông hơi lâu cho nên là về đợt này nhận công nhận ra anh ấy. Đây này, đây là món đây là tôm nhá mọi người. Đấy, số ơi. Đây là quả tôm phải không em? Quá tuyệt vời luôn. Món gì đây nữa em? Đưa anh cho anh mượn. Tàu
À đầu tôm trao phải không? Đây đầu tôm trao mọi người nhá. Đây đây. Đây là món gỏi tôm mọi người này. Rất là ngon. Ok ok. Món gì đây anh em? Mất mặt. À đây nhé, tiện đây mình giới thiệu luôn mọi người nhé. Thì hiện tại bây giờ mình sẽ kinh doanh thêm cái mặt hàng là khô heo mắc mật luôn, đặc sản Lạng Sơn nhé. Thì nó có rất là nhiều sự lựa chọn mọi người. Gói 50g, gói 25g và gói một lọ. Đấy thì đây là sản phẩm đấy. Thái đưa anh mượn cái lọ này. Em không biết anh quay em ăn hết sạch luôn. Đây. Sang ngày em mời em trải nghiệm thử món này. Em đừng ăn cái gói này nhá. Ờ cái gói này em không ăn được đâu. Gói này gói đặc biệt nhất. Ờ gói để cho ông Thái. Gói để cho ông Thái ăn. Em ăn thử em cảm nhận như nào. Khô heo luôn. Ờ khô heo. Mấy mắc mật luôn. Cái vị nó như nào em? Em ăn khô gà với khô bò nhiều, cái này ngon. Ngon hơn đúng không? Đặc biệt đấy. Đặc biệt à? Hay làm miếng nữa nhỉ? Vị đó rất là thơm nhỉ. Cái này ăn vặt ngon đấy nhỉ? Cái này ăn vặt ngon. Ok. Đấy nếu mà mua liên hệ với anh nhá. Anh cho em đi. Thôi em phải mua đi, anh phải đi mua lợn bản về anh làm đấy, tuyệt vời nhá mọi người nhá. Link ở đâu anh? Link ở bên dưới phần mô tả và phần bình luận đầu tiên nhá. Ok. Anh em đặt hàng với phần bình luận nhá. Được đấy mọi người ạ. Ngon đấy. À, uống bia. Uống bia cũng được anh. Uống bia. Nhưng mà khuyên cáo nha, các bạn dưới 18 tuổi không nên uống bia nhá. Quá tuyệt vời. Ô, anh em lưng cốc ấy nhỉ? Mình uống Coca thôi. Bởi vì tí nữa xe còn lái mình. Xe còn lái mình. Ta uống xe là không lái rượu bia. Uống xe là không lái bia nhá. Ok nhá. Chúc mừng năm mới anh em nhá. Rồi luôn. Nào. Anh em ơi. 1 2 3. Rồ. 2 3. Rồ. 2 3. 1. Coca ngon thế. À, nhân tiện đây mình cũng quảng cáo cho hãng Coca-Cola luôn mọi người nhé. Thế bây giờ là mình xin dừng máy để đợi. À đây mâm hải sản của mình đây phải không? Đây mọi người. Đây này. Thì một mâm hải sản nhà mình bán là bao gồm những cái món này này. Đấy. Rất là tuyệt vời luôn. À, cá này. Cá song này, tôm này, ghẹ này, ngao này, mực này. Đó, đây là hà nữa nhá. Đó. Thì một cái mâm này thì đây là mâm 1 triệu, còn đâu mâm 800 thì nó sẽ ít hơn một chút. Mọi người nhá. Nó sẽ ít hơn một chút, còn đâu về cơ bản nó sẽ giống như thế này luôn. Đó. Anh em ăn thử món gỏi tôm này xem là tôm như nào anh em. Sang hay vào việc đi Sang. Dạ. Vào việc con thử một món gỏi tôm xem nào. Chơi xem nào. Vào việc luôn đi. Đâu phải cuốn gì phải cuốn. Cái này phải cuốn em ơi. Cuốn. Đây đây cuốn mấy đồ này. Nguyên. Em gắp từng cái này từng cái một. Cho này cuốn cho bạn đấy cái. Cho anh ấy. Ơi là ngon hay sao mà cứ thấy ăn từ nãy giờ ấy? Không chắc là ngon nên là Sang nó mới ăn nhiều. Này anh mang thử để gọi là gây thèm cho bọn em thôi. Đấy, cho thế mới ngon. Ai sợi. Các gia vị này. Chấm mấy này kia. Xì dầu. Xì dầu em ơi. Ờ xì dầu. Có wasabi đây. Có wasabi đây. Có chưa?
Có nhiều hộp đấy anh ạ. Chưa thấy tôm đâu nhưng mà mình thấy là ngon đấy. À, ngon mà tươi lắm các bạn ạ. Mà cả có mấy con đừng có nhận nhiệm như thế. Thái ơi, từ từ đợi anh ấy. Mời mọi người húp hàu nhá. Vỉa hàu. Vỉa. Vỉa, vỉa, vỉa. Úi dồi ôi. Phê luôn anh em ơi. Đại em ơi, cho xin cái nhận xét bác nhỉ. Nhận xét gì đây? Nhận xét về cái món tôm gỏi này nhỉ. Đây là món tôm gỏi tươi ngon và ngọt. Với quấn với mấy cái gia vị này rất là ngon này các bạn. Tuyệt vời nhá. Và đây là Sang đang chuẩn bị vỉa hầu với các bạn nhá. À mọi người nhá. Ăn cái gì lại cái là canh mình không? Cái này có cần thêm không anh nhỉ? Nạc, xì dầu, chanh. Đấy mình review một hai người đó, sau đó là mình cũng phải ăn thôi chứ không với tình trạng như này mình quay lúc nữa là không còn gì. Ui. Anh có thể nói thêm để các bạn hiểu hơn về cái bữa ăn đây. Đây là con hàu anh em nhé, hàu Ấn Độ Dương. Sẽ ăn rồi nhưng mà cái cảnh mà nếu mà sốc thì em phải quay chỗ khác nhá. Ok luôn. Cười đi, cười đi. Cười cho 10.000. Cười cho 10.000. 10.000 đấy nhá. Cười đến tối luôn. Thôi bây giờ đến lượt mình thử nhá. Em mày hộ anh phát. Cấp độ này nó mất thấp. Đây. Bây giờ mình mới có quyền lợi mọi người ạ. Mình sẽ ăn món tôm trước. Đấy, có phải như thế này mới chất. Chanh đổ bia. Không phải cho đỡ đắng nữa. Ông uống vodka thằng ông cứ xét xét về bia. Đây. Ông uống vodka. Bia. Thấy rồi nhỉ, đây đây đây, dùng dũng quay đã. Mình không ăn thôi, mình phải chơi hai con nó mới đẫy mồm mọi người ạ. Đưa ăn ở đâu, cho cái nồi nổ lên. Đấy. Cho mọi người xa còn gặp được. Đây. Sang cho ốc lên 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 bếp ấy. Cái gì anh? Ốc á. Mời tất cả mọi người nhá. Trời như này nó mới chất này các bạn. Uống bia. Đây ông quấn cái dứa này. Ui giời. Cái dứa. Tôm dũng qua này. Nếu mọi người đến Quảng Ninh mà chưa thử cái món gỏi tôm này thì là thật đúng là một thiếu sót trầm trọng mọi người. Quan hai bát cho nó. Quan hai bát này, bát hai con. Hai con. Ngon không anh? Chắc là không giòn đâu. Tuyệt vời nhá. Thì bây giờ mình xin phép được tạm dừng ý đã. Tí nữa sẽ ăn vào ăn hải sản thì mình sẽ tiếp tục mình quay mọi người xem nhá. Cái gì thấy mặt cướp biển đâu. Giờ ông Vương là mình quanh đoạn đánh bỏ à. Em đi em đưa em không? Đâu em biết gì đâu. Ôi dồi ôi. Là bảo đâu về là ok. Ủa, có nhắn tin chưa? Ôi, nhưng mà cậu hỏi em đấy. Rồi, kêu bác ba uống sạch lạc nhau với nhau. Đều cốc to, cốc đầy quá. Đầy không? 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 Mỗi một thứ mình chén con. Không biết phải mấy lần liền, không phải 2-3 lần. Cuối cùng tối em mới bắt đầu em mới vào Facebook. Em mới kiểm tra. Đúng là anh luận nó khác. Đúng là những con người ăn sau tức là ăn rất là hưởng thụ. Ăn để đạt KPI kiểu như là bằng các anh em ngồi trước ấy. Anh em cho mình xin một câu nhỉ. Mình vỉa quá. Có cái nào khác cái này không anh? Múc tí nhỉ. Còn này nó múc anh ạ. Múc mụn luôn phải không? Cái này này ở đâu vậy? Đây là hầu Quảng Ninh nhá. Đấy. À đấy à? Cái bên này vài cái. Bạn thứ đặc biệt là không riêng đâu.
Để chơi thế này nó mới chất các bạn. Tôi cho anh xin đuôi đuôi nhé. Đuôi đuôi nhé. Có được rồi. Chơi cái này cũng được. Thật sống nha anh nha. Xúc động. Đúng là hải sản có linh mãi đỉnh luôn ạ. Một, hai, ba. Quay rồi, quá tuyệt vời đúng không ơi? Bóng đây anh em ơi. Anh em xử lý nào. Ôi ôi ôi. Ôi. Bon chan tí nào, quá là tuyệt vời này. Này bàn bên mà. Bàn bên tay mình dài mà. Anh em ăn phát biểu xem là cái bò ở chỗ anh em này có khác mấy bò ở nhà không? Nóng quá, nóng quá. À miếng thịt bò nhá các bạn. Mình làm miếng thịt bò chứ. Ai bỏ thịt bò mà. Không phải, đây bánh đa. Bán đậu với nhau ấy. Bán đậu, thịt bò ngon. Bán đậu, thịt bò bên mình như này nhá các bạn. Thịt bò Việt Nam, Trung Quốc. Sao rồi, bò như nào ăn? Bò chết ăn nào anh em? Nóng quá anh ạ. Nóng à? Ngon đấy. Thịt bò anh ăn nuôi đúng không? Bò này không có mùi bò các bạn ạ. Mà toàn mùi trúng thủng như là mùi đậu ấy. À thế à, thế thì gấp nhầm rồi. Con này à? Ê, em gấp thử một con tôm hay cái gì ăn đi em ơi. Ăn thử con tôm đi nào. Em có con tôm rồi. Qua đi qua. Thớ bạn ăn thử nào. Xem là tôm tàu nhánh có ngon không? Tàu nhánh phải không? Ờ. Thì ngon rồi. Tàu nhánh đấy. Chuẩn xịn luôn. Em biết là ngon mà. Cứ nhà anh này em thấy ngon. Rồi. Ngon nhé các bạn nhé. Không phải đùa đâu. Nhìn em sang em mới ăn cái này là mình là ký ức tuổi thơ mình ùa về là ăn kẹo mút mọi người ạ. Ngon thật anh em ạ. Mình cũng đùa đâu. Tàu he nhà anh luận. Ôi, mình xa thì mình cũng bon chen xin miếng xiên bẩn nữa. À, rồi. Xiên bẩn nữa. Kẹo hồ lô. Xiên bẩn mà. Kẹo hồ lô. Hồ lô mà. Thôi anh em mọi người ăn đi. Thôi em không ăn đâu. Bây giờ mình sẽ nhờ một thanh niên quay hộ mình phát. Bây giờ mình phải chơi cái trò là nhờ người chứ không thì... Anh nói lên cầm biết. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi ăn đi anh em ơi. Ngày mai không có mà ăn đâu. Bây giờ giặt lắm bia giới như cũ quá. Nguyên cũng uống mấy, nhưng mà buồn ăn nước nhiều đúng không? Anh thấy mẹ vừa buồn. Buồn cũng uống luôn. Anh kiểu anh cũng không biết cảm xúc của mình. Không phải nói gì đâu nhưng mà mình em sang em ăn hết. Ừ, buồn thôi. Bỏ mì. Cũng tự tin là bán sản phẩm này đến tay tất cả mọi người nhá. Đấy, nếu mà mọi người tò mò sản phẩm này thì cứ liên hệ với mình theo số điện thoại mình đã ghi vào màn hình video nhá. Và nó có rất là nhiều mức giá, đó là gói 25g thì chỉ có 20.000. Đấy, 50g thì là 35.000 thôi nhá. Đấy. Rẻ mà lại ngon. Bây giờ mình bắt đầu mình tìm đến quyền lợi của mình. Thì trước tiên mình muốn ăn một miếng đây mọi người này. Đó. Thì ở quê các bạn gọi là bò ấy, ở chỗ mình gọi là tôm nhá. Tôm này ở chỗ mình nó là đây, tôm siêu to khổng lồ. Thì, chúng ta phải chấm với lại có là nước chấm thần thánh mang tên là xì dầu nhá. Nếu các bạn mà không ăn được xì dầu thì tốt nhất là đừng nên ăn này này nhá. Con này có wasabi nó rất là cay, đồng. Đấy. Mình sẽ thử thách ăn được cười cho các bạn xem. Thì... Mình bật mí là cái này nó không có wasabi đâu nên mình giả vờ đấy. Không có wasabi đâu. Rồi, thì bây giờ mình cũng xin phép được dừng clip ở đây bởi vì là mình cũng quay đấy anh em bạn bè đây được. Mình có khi là mình cũng xin phép dừng clip ở đây bởi vì là thời lượng video cũng khá là dài rồi. Thì trong cái nội dung chính của ngày hôm nay đó là mình giới thiệu tới tất cả mọi người về cái hải sản của Quảng Ninh mình. Và cái thứ nhất, thứ hai là mình cũng giới thiệu là mình có bán thêm một số mặt hàng đấy, thì mong mọi người ủng hộ mình.
mình cam kết với tất cả mọi người, sản phẩm đến tay mọi người đó là những sản phẩm chất lượng và mang một chút gì đó là cái đặc sản của Quảng Ninh. Thì hy vọng mọi người sẽ đồng hành với mình, ủng hộ mình và hãy dùng thử, mình khuyên thật hãy dùng thử để cảm nhận xem sản phẩm của mình nó khác với sản phẩm của người khác như nào. Đấy thì anh em ơi, chào các anh nhỉ. Đấy, xin chào tất cả mọi người nhá.